Mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong thời gian qua nhằm khơi thông điểm nghẽn để kiên định mục tiêu kinh tế năm 2020. Đây được đánh giá là thời điểm vàng để chúng ta có thể vực dậy nền kinh tế sau đại dịch, kiên định với chỉ tiêu tăng trưởng đã đặt ra từ đầu năm. Trong bối cảnh mới đầy khó khăn, thách thức, tất cả chúng ta phải cùng nhau đổi mới tư duy phát triển, thay đổi cách làm, nâng cao năng lực, tận dụng thời cơ, tận dụng lợi thế, sớm kiểm soát được dịch bệnh, uy tín và vị thế quốc tế được nâng lên. Với niềm tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn dân tộc, Việt Nam cần vượt lên nhanh, rút ngắn khoảng cách phát triển với khu vực và thế giới. Đây là nhận định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14 vừa qua. Song song với các biện pháp đang thực hiện, Chính phủ đã kiến nghị Quốc hội xem xét đưa ra các gói kích thích kinh tế mới như điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020, chuyển đổi phương thức đầu tư đối với các dự án lớn hay miễn giảm một số nghĩa vụ thuế, nộp ngân sách nhà nước đối với các đối tượng chịu thiệt hại do đại dịch COVID-19. Hai kịch bản tăng trưởng kinh tế cũng được Bộ Tài chính thừa ủy quyền của Chính phủ đưa ra trước Quốc hội. Đây là những quyết sách cực kỳ quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Năm nay chúng ta có những gói hỗ trợ chưa có trong tiền lệ mà Chính phủ đã và đang chỉ đạo. Thì tôi cho rằng là cần phải làm sao để triển khai thực hiện những cái gói này nó thành công và nó hiệu quả, đảm bảo nó đúng và trúng đối tượng cũng như là nhanh nhất có thể. Trong chuyến làm việc vừa qua với 8 tỉnh trọng điểm khu vực Đông Nam Bộ, Thủ tướng khẳng định mặc dù đối chọi với cuộc chiến chống COVID-19 nhưng Việt Nam vẫn giữ vững ổn định kinh tế xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô. Các cân đối lớn của nền kinh tế không những không suy giảm mà còn tăng trưởng. Vì vậy, việc thay đổi mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2020 là một quyết tâm chính trị của Chính phủ. Do đó, chỉ có thể bàn tiến chứ không thể bàn lùi. Khu vực phía Nam chưa thay đổi mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2020. Đây là quyết tâm chính trị của Chính phủ chúng ta, là quyết tâm chính trị của 8 đảng bộ chúng ta. Chúng ta phải cố gắng thực hiện điều này để đóng góp xây dựng. Chính vì thế, một lần nữa tôi xin nói rằng hội nghị này chỉ bằng tiếng chứ không bằng lùi. Một vùng kinh tế trọng điểm đóng góp phát triển cho Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong tương lai gần là mục tiêu mà chúng ta bàn ra hôm nay. Chính trong thời điểm lửa thử vàng, gian nan thử sức, tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh, ý chí Việt Nam, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cần tiếp tục được phát huy mạnh mẽ. Cùng với quyết tâm cao, hướng về phía trước, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và 5 năm 2016-2020, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.